Ok, nhận được rồi anh em ạ. 6 trái quỷ với lại 60 plam nha. Còn bây giờ thì mình sẽ xem lấy con cái. À đây, combo đi gọi anh em ạ. Đó, ngày thứ nhất là mình sẽ nhận được combo nha anh em. Với lại một cái 100 cái gì đó. Lép up 100 luôn anh em ơi. Ok. Đó, thì sau khi lép up 100 thì mình sẽ mở được cái gear. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình và mình là 69 Gaming. Ok, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục của tựa game OP Captain and the Warlord này mà. Ok, hiện tại bây giờ là mình sẽ ngày hôm nay thì mình sẽ nạp đầu vô để mình nhận được cái con tướng vô hành cốc này mà. Để mình xem lại là biết nó có ngon hay không. Thì với cái giá là chỉ cần anh em nạp cho 6 cái trái ác quỷ màu xanh thôi là anh em có thể là nhận được cho anh em. Wow, hoàn thành được cái nhiệm vụ luôn đó. Trời ơi, nhận được 500 trái ác quỷ luôn anh em à. Trái quỷ màu vàng nó cũng giống như kim cương anh em à, thay vì kia kim cương với vàng, thế này là trái quỷ kim cương có lại trái quỷ lộn trái quỷ vàng. Ok, tài liệu lưỡi xíu anh em. Rồi ok, thì đầu tiên thì bây giờ mình sẽ ở đây thì nó có nhận được cái phần thưởng anh em. Cái này khi anh em online đủ thời gian thì anh em sẽ nhận được nha. Đó, để mình xem để gần cái gì để mình có thể nhận được nữa hay không. Đây là cái phần thưởng nạp đầu anh em chỉ cần nạp vô 6 trái quỷ thôi anh em có thể nhận được con bò hành khóc luôn á đó. Đó. Trời, cái bản đồ gì nè. Ui, nó khá là nhiều chương luôn anh em à. Nó rộng vãi luôn anh em. Hiện tại bây giờ mình chỉ mới đi được thấy có chương thứ ba thôi anh em à. Nó còn cả mười mấy chương nữa anh em à. Ôi, nó dài kinh khủng khiếp luôn anh em. Quá là dài luôn á. Rồi, ok. À, đây là cái dạng tướng của mình hiện tại. Bây giờ mình không biết úp con nào hết trơn á. Rồi, để mình xem thử. Chắc là mình sẽ đập vô, mình sẽ múc con bo trước đi. Chứ bây giờ mình không có biết úp con nào. Bây giờ mình úp mấy con kia thì nó hơi lãng phí ha. Today top úp 18 sẽ là nạp. Anh em chỉ cần nạp đúng 18 là anh em có thể nhận được cái phần thưởng đó nha anh em. Đây, đây là cái chỗ nạp anh em à. Thì bây giờ thì mình sẽ nạp vô cái chỗ nào. À, đi chỗ đây. Ok, mình sẽ mua thử cái gói 0,99 đồng để mình. Ok, hoàn tất anh em. Mình sẽ nhận được hay không đây anh em. Anh em đợi xíu nha. Ok, nhận được anh em. 6 trái quỷ với lại 60 plamia. Có 60 fame. 60 fame nó là cái gì ta? Mình không biết cái fame nó là cái gì đâu anh em. Để mình xem thử. Được 100 trái quỷ nè. Ủa, 60 fame nó là cái gì trời? Còn nào mình có thể nhận luôn luôn cả cái này nè anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ xem lấy con cái. À đây, combo đi gọi anh em à. Đó, ngày thứ nhất là mình sẽ nhận được combo nha anh em. Với lại một cái 100 cái gì đó. Mình không biết cái này là gì. Cái gì mình sẽ review cho anh em xem sao nha. Còn bây giờ thì mình sẽ qua. Bên này thì anh em sẽ phải nạp tới 60 mấy coi kim cương mới có thể nhận được anh em à. Impel Down. Ồ, nhận một Impel Down nè anh em. Nó có khá là nhiều các cái tính năng luôn anh em. Để gì rảnh em sẽ review thêm cho anh em xem nha. Đây, mình nhận được một cái gói này là mình không biết cái gói này là sử dụng làm nó giống gì luôn á. Có gì mình sẽ review cho anh em xem. Bên đây thì anh em có thể là chiêu mộ. Thôi, mình sẽ để dành nhiều nhiều một xíu sẽ chiêu mộ cho anh em xem nha. Cái này mình có thể là nhận được một cái con tướng. Nhưng mà mình cần phải hoàn thành cái nhiệm vụ mới có thể là mở được nha anh em. Hiện tại bây giờ mình chưa có đi tới cái chương đó cho nên nó chưa có mở tính năng cho mình. À, ở đây mình có được mấy cái mảnh ghép tướng anh em. Anh em đợi xíu mình ghép thử xem là mình sẽ nhận được con tướng gì đây. Wow, mình vừa mới thấy Nidorobin đây mà. Đúng rồi, mình nhận được một con Nidorobin với lại hai con Chopper, hai con 4 sao màu tím nha anh em. Cái này Recam Core gì nữa anh em. Cái này là gì trời, mình không biết nữa. Cái này là cái event anh em, cái sự kiện học Mihail. Rồi xong. Reroute gì nữa anh em. Cái này làm chơi sao trời. Cái này chắc mình nghĩ là mình sẽ chọn anh em. Mình sẽ chọn các cái phần thưởng nếu mà ban bit này kiểu kiểu anh em. Cái này mình sẽ chọn nào đây. Cái này là cái gì trời, Elite 5 sao gì nào mình không biết cái này gì luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chọn lại một cái nào đó nè. Cái này đi. Ở trên này thì mình chọn ở dưới này một cái. Ở dưới này chỉ chọn được một cái anh em à. Dưới này mình cũng chỉ chọn được một cái thôi. Để mình xem rồi. Đó, xem lại sau đó nó còn trống bao nhiêu lỗ thì mình sẽ mình chọn vô đó và sau đó mình sẽ random. Ngoài ra nó còn các cái phần thưởng cùi nó mặc định sẵn anh em à. Anh em không có thể thay mấy phần thưởng được, anh em chỉ có thể thay mấy cái phần thưởng mà nó cái ô nó bị khuyết đi anh em. Trời ơi, một đống nè. Phải nạp vô trời 300 mấy chục kim cương anh mà. 20 mấy cao mà chỉ được có 6 kim cương thôi. Muốn nhận được cái đó 300 mấy chục hơi nhiều anh em. Khá là nhiều anh em. 50 lần nữa. Wow. Triệu mấy anh em mà. Vãi thật sự. Ok. 300 mấy ha. 6 6 là 25, 60 là 250.
3 nhân 5 lên em à, triệu 250. Wow. Tính ra cái con game này nó cũng hút máu kinh đó chứ anh em. Nhưng mà tiền đô mà anh em, tính theo tiền đô cho nên là nếu mà so với bên nước ngoài thì nó cũng không có nhiều ha. 50 đô thôi. Cái này mình chỉ cần nạp thêm 12 kim cương có thể là mình có thể nhận được rồi. Không lẽ bây giờ mình đập vô 12 kim cương nữa chứ. Sau tới sau lui thì bây giờ thì mình không còn cái chỗ nào để có thể nhận quà được. Cái này tôi tận úp gì nữa anh em. À cái này chắc là mình mua cái gói tuần hoặc tháng rồi đó anh em. Mỗi tuần mỗi tháng thì đó mình mỗi ngày mình sẽ nhận được cái số lượng kim cương ri nhất định đấy mà. Cái quỷ vàng đó anh em. Cái này thì mấy anh em ồ. Rồi. Rồi cái gói này 6 này có vẻ như ngon anh em. Rồi, hết rồi. Cái này thì mình cần phải nạp 18 để mình có thể nhận được cái đống này anh em. 18 nữa. 18 nữa. Ok. Bây giờ mình sẽ múc thử cái gói luôn anh em à. Giờ mình còn thiếu 6 nữa thôi. Rồi, ok. Bằng tắt anh em, mình đã nhận được 18 trái quỷ. Ôi trời. Mình lên VIP rồi này anh em à. Farm. À thì cái farm là cái điểm SP VIP đó anh em. Xong, bây giờ mình sẽ mua cái gói này, mình sẽ nhận được 20 cái vé chiêu mộ anh em à. Mình sẽ gom nhiều nhiều xíu, sau đó mình sẽ làm một cái video mình sẽ thử cái độ nhân phẩm của mình. Hiện tại thì con game này mình không thấy tải được trên thiết bị Android anh em à. Vì vậy mà anh em chỉ có thể là chơi nó trên thiết bị iPhone thôi. iPhone, iPad này kia kiểu á. Vậy chỉ có trên cái thiết bị Android thì hay quá, mình có thể là tải cái giả lập về cái máy tính của mình chơi. Còn bây giờ là mình mỗi lần mình chơi thì mình phải phát video lên trên cái máy tính thì mình quay video lại đây mà. Nó cũng hơi phức tạp một xíu. Rồi ok, úp dép cho con bò này đây mà. Rồi, ghệ. Đó. Bây giờ mình sẽ cho em lên maximum luôn anh em. Một cái con tướng xịn. Mà không biết nó có xịn hay không nữa thì mình không biết anh em. Bây giờ mình không biết kiếm food đâu có thể là nuôi được em luôn rồi anh em mà. Em nó là cái hệ thông minh đó anh em. Cái bộ não nè. Cái con game này được cái là nó có nhiều cái tính năng lắm anh em. Anh em có thể là chơi theo cái kiểu nó tổng hợp tất cả các con game luôn anh em à. Cái này quýnh xếp đội hình nhưng mà nó không có quýnh theo lượt anh em à. Mà nó quýnh lần full team, nói chung là hỗ trợ khá là ngon. Có mấy anh em kết bạn nè, đồng ý luôn. Rồi nó có rất là nhiều các cái tính năng y chang như cái tựa game Risk to Honor luôn anh em à. Và nó có thêm những cái tính năng ở bên cái con game hải tặc chiến cái gì đó anh em. Và nó nói chung là nó tổng hợp tất cả tất tần tật tút tuần tuột tất cả những cái con game nó dồn lại đây mà thiếu cái linh hồn ở bên cái game đảo kho báu anh em. Ok. Đó. Nó phải có linh hồn nữa là nó giống mình game đảo kho báu anh em. Đây là cái trang bị nè. Rồi xong, vậy là xong hết rồi mà. Mình cũng đã tiêu xong hết rồi. Bây giờ để mình sau tới sau lui là còn cái sự kiện cái tính năng gì đó để mình cập nhật cho anh em xem hay không đây. Ok, hiện tại bây giờ đã qua ngày mới nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhận các cái phần thưởng luôn. Khi mà anh em đặt lép thì nó sẽ mở thêm những cái phần thưởng, ví dụ như là cái phần thưởng này. Đó. Cái con game này hiện tại bây giờ mình đang tìm ở trên Android ấy, thì nó lại không có đấy mà. Anh em chỉ có thể là tải nó trên cái phiên bản iOS thôi đây mà. Ok, anh em đợi xíu mình vào trong shop mình xem có gì để mua hay không nhé anh em. Active Claim. Wow, được thêm một vé này mà. Để mình gom nhiều nhiều vé một xíu, sau đó mình sẽ xả một lần luôn. Đây, ngày thứ hai thì mình sẽ nhận được nè. Cái này thì anh em chỉ cần nạp 6 cái trái quỷ thôi là anh em có thể nhận được rồi. Trái rút, da đe rút gì đó này mà. Ok, ngày thứ hai anh em sẽ nhận được hai cái món trang bị đỏ nha anh em. Cái món trang bị đỏ này thì anh em cũng vẫn có thể là tìm được bằng cách là anh em nâng cấp mấy cái món trang bị của anh em lên. Ví dụ như anh em đang có mấy cái bộ trang bị này thì anh em muốn nâng cấp lên thì anh em sẽ qua bên đây và anh em sẽ nâng cấp lên cho anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ đeo cho mấy con tướng bên đây. Wow, hai món anh em, hai món xịn nha. Rồi, mấy món này thì mình sẽ cho mấy con tướng này đeo. Hiện tại thì bây giờ là mình đang còn thiếu mấy con khá là nhiều tướng đấy mà. Cái gì mình sẽ thử cái độ nhân phẩm đó. Sao bây giờ mình sẽ test hết mấy cái khối quà này kia kiểu anh em. Cái này là mình vừa mới được một cái vé đỏ nè. Cái hộp quà này thì mình không biết là cái hộp quà gì luôn. Open Gen Super đó, bây giờ mình sẽ mở thử luôn mà sẽ biết ngay rồi anh em à. Được một cái chiếc thuyền này. Item Super Quest gì đó này mà mình không biết luôn á. Để cái gì mình sẽ rảnh đấy mình sử dụng luôn. À thì ra là đây này mà. Sau khi mà lên được có lép nhất định thì anh em sẽ mở được cái tính năng này. Cái tính năng này hình như là nó nằm ở đâu đây anh em à. Gen này không phải, không phải. X. Ủa không phải luôn. Cái chỗ nào ta? Romo này không phải anh em à. Nó nằm ở ngay cái chỗ nào á mình quên mất rồi. Hero thì không phải luôn. Cái chỗ mà anh em có Port không phải. Van này không ta? Anh em để xíu.
cái nhà ngục Impel Down đấy này biết kia, mình có gì mình rảnh mình sẽ review cho anh thêm. Ôi trời, có chiếc xe lửa này em, quay tập 7 nè. Ủa cái chỗ mà cái vòng quay đó nằm đâu trời, mình chưa nhớ nè em à. Chắc là rảnh thì mình sẽ tìm lại cái chỗ đó, nãy nó có chỉ mình vô mà mình quên mất rồi em à. Hoàn thành nhiệm vụ nè, cái này như là 10 giờ tối nó cũng reset luôn rồi em à, chứ không có đợi tới 12 giờ đêm giống như mấy chỗ kia nha. Ủa cái chỗ mà mình có thể là nhận được mấy cái vé quay đó nằm đâu trời, sao mấy cái vé quay đó mình giờ mình không biết nó nằm ở ngay chỗ nào luôn em. Nó nằm ở ngay chỗ này anh em à, ngay cái chỗ này nè đó. Đây bây giờ mình sẽ chỉ anh em nó nằm ngay chỗ này nha anh em, ngay chỗ quét nè đó, anh em chỉ cần đít cho đó là anh em có thể là sử dụng được. Ok bây giờ mình sẽ test cái độ nhân phẩm của mình đây, cứ 10 vé thì mình sẽ quay ra được anh em à. Ô mình có thể là reset re nè anh em. Ồ biết được mình sẽ quay qua được một cái con thứ nào đó xịn sò cho anh em. Ôi chết này, bây giờ muốn reset thì phải tốn 30 trái hắc quỷ đấy mà. Ôi ôi reset thử cái để xem thử có ra được con thứ này không nha em, gọi luôn reset thêm cái nữa thử xem sao em. Được 25 mảnh tướng cam này, nói chung là cũng được em. Bây giờ mình sẽ thử cái độ nhân phẩm của mình đây. Mỗi lần quay vậy là mình sẽ tốn có 10 mình đó, mà sao bây giờ mình chỉ còn có lại 10 24 người ta. À đúng rồi, nó khuyến mãi đây mà, nó khuyến mãi là anh em chỉ cần có 8 là đủ rồi anh em à. 10 anh em quay x10 thì nó phía xuống là còn có 8 vé nha anh em. Ok mình vẫn không quay ra được cái 25 này nè mà, nhỏ vậy ta. Khi mà anh em quay đủ mốc thì anh em sẽ nhận được các cái phần thưởng trên này luôn nha. Rồi bên dưới này thì mình quay 10 thì nó vẫn là 10 thôi anh em, nó không có reset nha anh em. Ở lộn, nó không có khuyến mãi nha anh em, nó không khuyến mãi nha. Ôi trời trời trời, vé đỏ luôn kìa anh em. Ôi trời, sau khi mà quay xong thì sẽ bị mất cái vé đỏ ở đây nha anh em. Ok mình reset cái vé đỏ đi anh em à, cái vé đỏ nó khá là hiếm anh em, để mình để dành sau này mình sẽ x10 anh em à, mình sẽ x10 lên. Rồi, ok bây giờ mình sẽ tiếp tục mở các cái vật phẩm khác ở trong cái ba lô của mình. Mình sẽ có một cái túi này, cái túi này mình sẽ nhận được cái gì đây mình không biết nữa, sử dụng để mình xem thử nha. À 1 triệu mốt heli 900k SP 2050, cái nguyên liệu dùng để tăng bậc 500 trái quỷ để mà chiêu mộ tướng, thì cái kiểu này nó cũng giống như là kim cương à, thay vì cái trái quỷ kia là trái quỷ bạch kim, còn này trái quỷ hồng vàng anh em à, đó nó là vậy anh em à. Cái này khi sử dụng xong thì mình sẽ nhận được cái số lượng Billy mà mình càng quét lên trong thời gian đó anh em à. Còn cái vé này thì mình sẽ nhận được một cái hero thì phải anh em. À mình có thể là nhận được một trong những cái con tướng này anh em à, Rayleigh nè. Mình không biết là mấy bạn top đang sử dụng những cái con tướng gì anh em. Anh em để xíu mình vào trong cái đấu trường mình xem thử. Rosa nè, Rankin nè, mấy bạn đang sử dụng cái đội hình gì đây? San, Luffy, Hô Trắng, Bo, Big Mom, quá, wow, sau đỏ nó mới ghê chứ anh em. Ôi ôi, mấy bạn ấy, ô, bạn nào cũng sử dụng con San nha anh em. Có Luffy á nè, bạn này có Luffy luôn anh em à. Wow, ghê thiệt. Mihawk nè anh em à, Mihawk. Bạn này thì sử dụng Big Mom Mihawk. Ồ. Mấy bạn dưới này không ai sử dụng sán nha người ta, gâu trắng rồi anh em. Chắc mình sẽ múc ông chú sán nữa nè, mình sẽ múc ông chú sán đây. Rồi, ok. Nào, cái vé nó thì vậy. Đây, mình sẽ sử dụng cái này và mình sẽ múc cái ông chú sán nha anh em. Ủa, này, ông chú sán bên dưới hết đây mà. Cả làm. Ok. Vậy là cái đội hình mình đã có được em thêm ông chú sán nha anh em. Rồi, chú sán nó mất thì vậy. Ủa. Ủa, kìa người ta. Mình giờ mới chiêu mộ được chú San, mà chú San nằm đâu chạy, chắc là được mảnh đó anh em, chắc là được mảnh hay sao anh em à. Anh em đợi xíu mình vô trong cái phần tướng để mình ghép để xem sao anh em. Ủa ba lô không lắp manh à, đây 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 đây. Ok. Ủa ôi vãi, chỉ được có một mảnh thôi ta, ôi một vé chỉ được có một mảnh thôi anh em mà, vãi thật sự chứ, rồi luôn anh em à. Vậy là mình vẫn chưa có được chú San nha anh em. Vậy là mình cần phải chiêu mộ mới có thể là có được anh em à. Khá là nhỏ, hơi ảo tưởng xíu anh em. Tưởng đâu là mình có thể là sở hữu được chú San, nhưng mà rất là tiếc là không có nha anh em. Để mình xem thử, hiện tại bây giờ mình còn là 6 giá quỷ, để mình xem thử là có cái gì để mình sử dụng được hay không. Trời ơi, vậy mà mình tưởng đâu mình được ông chú San chứ anh em. Đây, hiện tại bây giờ mình đang được một thêm con God Usopp rồi anh em. Rồi mình để dành nhiều nhiều xíu mình sẽ chiêu mộ cho anh em xem luôn. Còn bây giờ thì thôi tiếp tục cày cuốc lên em à, tiếp tục cày cuốc nha. Mình có bộ trang bị đỏ là mình kiếm nó từ trong cái sự kiện nạp anh em à. Còn anh em là không có thì anh em có thể kiếm bộ trang bị cam từ cái nhiệm vụ đây. Mình vừa mới nhận được con chopper, con Rocky này kia kiểu anh em.
Bỏ trang bị cam nè. Bỏ trang bị cam thì anh em vừa cái clear cái chapter 3 sẽ 20 là anh em có thể nhận được rồi. Lâu lâu anh em bỏ anh em kiếm xem thử là nó hay có các phần thưởng này anh em ạ. Khi anh em quýnh xong anh em sẽ nhận được những cái vé chiêu mộ hoặc là chát quỷ này kia kiểu. Để mình xem thử có gì nhận mà chớp đi nè, không có này mày. Cái này là online, anh em online đủ thời gian sẽ nhận quà anh em. Còn 2 phút nữa thì mình sẽ nhận được cái này cái kia. Bây giờ mình sẽ up cho combo lên luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ up cho combo lên level 100 luôn. Level up 100 luôn anh em ơi. Ok. Đó, thì sau khi level up 100 thì mình sẽ mở được cái gear. Mình sẽ gắn cái gear này vô. Cái gear này ra thì không biết là có nâng cấp lên được hay không. Pulsion nè. Wow. Nâng cấp được không ta? Để xíu mình test thử nha anh em. Up thử xem nhẹ ăn khác thử xem sao anh em. Rolling gì đó. Ủa. Cái này là dùng để ghép lại thì phải anh em. Mình ghép lại anh em à. Vậy là mình được tới hai cái gear luôn anh em. Bây giờ mình sẽ xem thử là cái nào ta. Remove. Ở trên này. Equip on. Cái này remove swap bỏ ha. Cái này hình như là mình có thể thay thế được thì phải anh em. HP 3 tấn công 3. Cái này cũng vậy nè. Khi trong trận chiến gen 8 refresh gì đó anh em à. Cái này thì nó có khả năng heal by 20% up attack gì đó anh em à. Hồi lại 20% máu anh em. Hồi máu bằng 20% dam. Còn cái này thì up hit heal by 8%. Mấy cái này hồi máu này kiểu anh em. Ok, nói chung là mình sẽ tìm hiểu sau. Đây, mình nhận cái này luôn. Này là apply nhận quà này kia kiểu anh em. Ok, xong. Rồi bây giờ chắc mình sẽ kết thúc video đây của anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game OB Captain and the Warlock. Và anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.